Alo, alo, alo. Hôm nay em Dương Điếu xin chào các bác nhá. Hôm nay em Dương Điếu lên cho các bác một con siêu phẩm mang tên là mãng xà vương, tinh hoa của đất trời luôn cho các bác luôn. Con này thiết kế cực kỳ là sang trọng cho các bác luôn. Đấy. Ba mắt thì dáng lại cong, kiếm thì đem lại tài lộc cho các bác. Số 3 cực kỳ là đẹp cho các bác vào phong thủy mà chia gai lành tít, tít tịt 100% cho các bác luôn nhá. Đây, mãng xà vương. Đấy. Đây là chồng, còn đây là vợ. Đấy, hai mảng xà đang cuộn vào nhau. Cực kỳ là uyển chuyển luôn cho các bác luôn. Đấy, cặp vợ chồng mảng xà. Còn đây là hai cái tay xe thì là mảng xà con. Đấy. Rất bồng bế và ôm khít với nhau các bác. Zin đét đét luôn các bác nhá. Chứ không phải là hàng ghép chấp nối đâu các bác. Đấy. Nó đan lát những đường mây cực kỳ là tinh xảo luôn cho các bác luôn. Những sợi mây cực kỳ là cổ điển cho các bác luôn. Đấy, kim là những cái nước đồng. Kim và kết hợp với cổ thì nó tạo thành một cái gì đó cực kỳ là đặc sắc của dân tộc luôn. Đấy, lõ cực kỳ là vip luôn cho các bác. Đấy, đó là lõ 3 tầng bọc đồng phân cúc, một vòng nõ cho bác. Chân thì gọt có cặp chân thì cực kỳ là chấm hết luôn cho các bác luôn. Đấy, chân thì chân làm bằng sừng hoảng, móng vuốt thể hiện cho sự sắc nhọn, sắc bén trong và cũng như là trong tất cả mọi lĩnh vực cho các bác luôn. Chân này là chân làm bằng sừng hoảng các bác này, không bao giờ bị lo bị gãy các bác nha. Các bác nhớ cho em một điều là như vậy. Đấy, đôi khi chân gỗ mình không may nhẹ thì mình dễ bị gãy phải không ạ? Nhưng cặp chân sừng này các bác dùng muôn đời. Đấy, và phong thủy là cực kỳ ý nghĩa luôn cho các bác. Đấy, sắc nhọn, sắc bén cho các bác. Đấy, và trường kỳ với thời gian luôn cho các bác luôn nha. Đấy, cực kỳ là sang trọng luôn chú bác. Còn vân gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn là biết phải không ạ? Đồng cực kỳ là sáng bóng cho các bác luôn. Hôm nay các bác cực kỳ dễ lau chùi. Đấy, cặp chân thì ố rồi ôi luôn. Đấy, quá chỉ là đỉnh luôn. Đem lại sắc nhọn cho các bác, để chơi, để trưng bày hay là biếu tặng cho bạn bè đều được hết. Con này là đẹp ở mức độ lê tê phê luôn. Đấy, ba mắt. Đấy, các bác nào có thể là giao lưu cái con siêu siêu phẩm này không ạ? Đấy. Đấy, nhiều khi các bác bảo ghép không phải các bác ghép đâu. Đây là nguyên nó zin nhá, zin đét đét luôn nhá. Đấy, ghép làm sao được. Đấy, mãng xà vương, tinh hoa của đất trời đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm của em, video của em Dương Điếu. Nếu các bác nào thấy hay các bác hãy chơi một con. Vì các bác dùng dòng chia gài các bác càng dùng thì nó càng thích. Cũng giống như dùng nứa các bác ạ, nứa thì nó là tầm trung. Còn mà để mà dùng chia gai là phải yêu cầu những ông nghiện nặng. Nghiện nặng mới đủ độ phê. Đúng không? Nghiện gai hút nó đầm hơn. Nứa thì cầm nó thanh mảnh hút cũng hay. Nhưng mà những ông nào nghiện nặng mới dùng chia gai. Đấy. Hay nói thật tạ là ông nào dùng thuốc lào nhiều mới đủ độ phê. Đấy. Rẻ không các bác? Đó, em xin kính chúc các bác có một ngày làm việc cực kỳ ý nghĩa. Nếu các bác nào nhanh tay chốt thì nhanh lên ạ. Có một con duy nhất thôi nhá. Hàng này là hàng kịch độc luôn các bác. Cảm ơn các bác đã xem video ạ. Chúc các bác một ngày làm việc mới thật nhiều ý nghĩa. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.